Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Đó thì hôm nay mình vẫn tiếp tục với con Nak Bobasida HV anh em ạ. Và mình trong khi mình đang ngồi mình trên quái, mình đã nghĩ ra một cái gọi là kỷ niệm anh em ạ, một cái kỷ niệm lâu lắm rồi mình không động tới nó anh em ạ. Lâu lắm rồi mình không động tới nó. Thì để trước khi mình nói sơ qua về cái đấy thì mình gọi là trên quái mình ngắm lại thử kinh nghiệm anh em ạ, mình ngắm thử kinh nghiệm. Tại vì là cái trí nhớ mình hơi kém. Quá kém anh em ạ. Đấy. Đó thì hôm nay mình gọi là không biết là trên với chỉ số là bao nhiêu phần trăm, hôm nay cũng chả ui hết tan tô rồi anh em ạ. Đấy thì trước mắt anh em đây là 24543 anh em nhá, tí anh em nhớ cho mình. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi về cái trường Koloha để mình mua cái tan tô đây anh em ạ, mua cái tan tô đã. Đó thì gọi là kha úp cái tan tô ra mỗi tháng phải mất đi một đống tinh thạch anh em ạ. Nguyên 3k5 tinh thạch này gọi là chỉ dùng trong một tháng thôi. Đấy, Tanto này. Tanto hệ gì đây? Kích vũ khí hệ lôi. Kéo độc nhầm này anh em ạ, kéo độc nhầm ấy, thanh kiếm của Kinabi. Rồi. Kích vũ khí hệ lôi. Sử dụng luôn anh em ạ, không biết là chỉ số bao nhiêu. Đấy, chỉ số thì 9392 255. Phải vào đây mới xem được. Rồi. Ủa, 9293 255. Thôi dùng tạm anh em ạ. 900 tinh thạch không phải ít đâu anh em ạ. Toàn tô cùi vách cái đái. Toàn tô cùi vách cái đái luôn. Gọi là 80. À đâu, 80-100 88. Đâu rồi, nhân vật đâu? Mình sẽ xem cái chỉ số bên dưới của nó. 80-100 88. Ủa ôi mẹ, cái Tanto này mắc cùi luôn anh em ạ. Tanto này mắc cùi luôn. Đấy. Thì để trước tiên mình gọi là ấy, đợi anh em đợi mình để mình kéo cái con ác thủy ra đã. Để mình kéo con ác thủy ra. Hôm nay mình sẽ làm cái clip gọi là đưa con ác thủy đi vào khu luyện tập. Nguyên một năm trời anh em ạ. Nguyên một năm trời mình chưa đi khu luyện tập bao giờ. Đấy. Nguyên một năm trời mình chưa đi khu luyện tập bao giờ anh em ạ. Đấy, nó phải khốn khổ như thế đâu nhỉ. Đi khu luyện tập thì vào cái đây, cái con thảo dược anh em ạ, con thảo dược. Đó, bây giờ thì mình sẽ gọi là kéo con thủy ra. Thì vừa nãy là 24543 anh nhỉ, anh em nhỉ. Ừ, mẹ, trí nhớ mình vẫn tốt lắm anh em ạ. Trí nhớ mình vẫn tốt lắm. Đâu nhỉ, mình sẽ tổ đội nó. Mình sẽ tổ đội nó anh em ạ. Rồi. Bây giờ thì bước tiếp theo thì mình gọi là sẽ kéo nó vào khu luyện tập anh em ạ. Đấy, hôm nay anh em vần đâm ra nhiều thẻ luyện tập quá. Hôm nay vào test thử anh em xem nào. Nó phải nói là không ạ? Gọi là theo như suy nghĩ của anh em là 6x à, ừ. Gọi là cái nhân vật mẹ dưới 60 không lên được map 6x. Thì hôm nay mình sẽ cho nó vào khu luyện tập. Gọi là một cách gọi là hack lão anh em ạ. Cái gói gọi là lách luật anh em ạ. Rồi, khu luyện tập rồi mình đã kéo được nó vào. Mình đã kéo được nó vào. Ui. Cái gì đây anh em ơi, cái gì đây? Rồi, quá 60 anh em ạ. Mẹ bốt tông môn mình cứ tưởng nó quá 62 cơ. Đấy, bây giờ mình đem thử xem được bao nhiêu kinh nghiệm. Rồi, ui. Anh em ơi. Vừa nãy gọi là what the fuck. Ít vách cả đái à. Ít vách cả đái à, anh em ạ, mất 41k kinh nghiệm rồi. Đấy, bây giờ mình kéo con thủy ra để mình xem nào. Được bao nhiêu? Ui giời ơi anh em ơi, được qua mấy trăm kinh nghiệm à? Được qua tính ra được 200 kinh nghiệm đấy à? Ui giời, lên được 200 kinh nghiệm anh em ạ. Thôi, lỡ vô rồi thì hôm nay mình sẽ cho nó úp, gọi là úp cho 5 giờ trong đây anh em ạ. 5 giờ trong đây. Phải nói là tưởng thế nào. Đấy là cái lý do vì sao mà mình không vào khu luyện tập anh em ạ. Đó là lý do mình không vào khu luyện tập. Khu luyện tập chỉ dành cho những anh em nào mà kiểu như kiểu bị giới hạn level, không qua được cái map mới ấy. Là chúng ta chỉ có khu luyện tập thôi. Nói đơn giản nôm na là vậy anh em ạ. Nói đơn giản nôm na là vậy. Như kiểu là cái đợt chúng ta còn 4x, chúng ta bị giới hạn đấy, không qua được map 5x anh em ạ. Thì chúng ta vào khu luyện tập thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà bây giờ như kiểu là quái 60 map là mưa, có cả quái 66, 68 thì tội gì chúng ta phải đi vào khu luyện tập làm gì cho nó mất vàng mua thẻ luyện tập ra. Đó là cái lý do mình không vào khu luyện tập. Đấy là hôm nay là mình thông não anh em. Nhiều anh em cứ bảo sao anh không vào khu luyện tập úp.
đấy, vào khu luyện tập được có 200 kinh, được tăng được có 200 kinh nghiệm. 200 kinh nghiệm mà trong khi đó cái shop nó bán cái thẻ luyện tập bao nhiêu ta? 30 vàng. Trời ơi. Mỡ đâu mà húp anh em? Mỡ đâu mà húp? Thôi thì lỡ vào rồi, được 200 kinh nghiệm cũng tốt anh em ạ. Tiện thể là xem là trong đây có con thi quỷ nào không. Làm một cái video mà ngồi căn được con thi quỷ thì hơi bị khó đấy anh em ạ, không phải dễ đâu. Sự kiện này khoai vách cả cháy anh em ạ. Đấy, nguyên sự kiện mình úp được có 66 thẻ này, thẻ đỏ từ đến giờ này vẫn còn úp. Đó, dương đỏ mình chỉ có 49 thẻ anh em ạ. Và mình gọi là dương đồ này không biết là phải dương đồ khủng không, không biết là qua anh được qua anh em coi là khủng không, nhưng mà mình gọi là tích lũy được một hơn 1.000 bình hồn lực này, mấy cả gom cũng gọi là sấp mặt lìn ra được có 1k2 viên đá Zinagan đẳng đá 4 không có cờ lon, khó farm lắm anh em ạ, khó farm lắm. Có thì đá này mình cũng đang tích để một ngày nó lên Zinagan. Mà bây giờ lại thằng Hạ nó cũng bắt đầu nó đi gom Zinagan anh em ạ, đâm ra lại hai thằng còn chật vật. Mà lại có đang có hiện tượng phá giá cơ, mình đã bảo nó rồi, đừng có phá giá. Bây giờ anh em đang đang bốn đấy, nếu mà xác định dồn cho top thì gọi là anh em gọi là một lòng giúp đỡ anh em ạ. Chứ bây giờ thật sự là đang đang bốn gọi là không còn cách nào để mà lên đồ nữa anh em ạ. Như làng đá một, làng đá một mình nghĩ là nhiều cờ lon, với cả làng sư 1 cũng nhiều. Nói chung là làng đá bốn thì mình không biết là có cờ lon không, nhưng mà mình thấy trên chợ là không, bán gọi là không còn một viên anh em ạ, có một viên luôn này. Mình sâu cho anh em luôn loại vật phẩm này. Đây bắt đầu đây kéo xuống này. Đấy, không còn một viên luôn. Đấy, anh em nhìn này, không có một viên nào mà mua ấy anh em ạ. Không phải chuyện đùa đâu. Mà có chắc là thằng Hạ nó mua mẹ ăn hết rồi. Rất khó anh em ạ. Đấy, chỉ mong anh em nào có được cái bung lụa thôi, chúng ta giữ làm gì. Đấy, cũng chỉ mong anh em vì gọi là cái gọi là vinh quang thôi, nhưng mà thắng thua nó chuyện bình thường anh em ạ. Đấy. Thôi thì ngắm từ lúc bây giờ anh em có thấy con thi quỷ không? Chả thấy con thi quỷ nào. Thế là lại chuyên mục giáo án xạo chó bắt đầu anh em ạ. Nhưng mà xạo kiểu gì, chứ bây giờ mình là một con người xạo có chuẩn mực anh em ạ. Xạo cái gì cũng đúng, chả có cái gì là xạo sai đấy. Đấy, Bảnh đi tù rồi. Bây giờ Bảnh mà bây giờ cái giới trẻ của Bảnh ấy mà đi tù 10 năm, đến lúc Bảnh ra tù, ui trời, cái lượng fan nó đi lấy vợ hết rồi anh em ạ. Cái lượng fan muốn quạt lấy vợ hết rồi, mình đảm bảo anh em. Mà cái thằng nào fan chân chính chắc đéo thèm lấy vợ, đợi Bảnh về anh em ạ. Đấy, 10 năm 6 tháng ngồi bóc lịch. Đấy, ví dụ bây giờ mà chúng nó học cấp 3, fan chúng nó học cấp 3, 10 năm nữa chúng nó rơi khoảng 28 tuổi anh em ạ. Không 28 thì 25, đấy. Còn mấy thằng trẻ trâu thì nói chung là tầm đấy nó cũng 20 tuổi nó biết suy nghĩ rồi. Đến lúc ra tù mà thằng này thằng đéo nào không quen. Thôi nói trêu vậy thôi anh em ạ. Đấy, ngồi xạo chó tụi bây giờ mà có cái con thi quỷ ở đâu. Mà mẹ cái thằng gọi là thằng Thủy này, nhiều anh em cứ bảo là cái đợt mình hãng còn 59 ấy, nó gọi là mình giết nó để cho nó ngồi một chỗ thôi anh em ạ. Nhiều anh em bảo cứ như kiểu là con ma. Đấy, thế mới sợ. Rồi, được con Tinh Anh. Con này con Tinh Anh này. Ủa? Ờ. Thôi, buồn quá anh em ạ. Lỡ tay chùi đây giờ, ra cũng tiếc. Lỡ tay chùi đây ra cũng tiếc rồi. Không biết phải làm gì bây giờ. Bây giờ là cũng nói chung là cũng tập tẹ rồi anh em ạ. Tập tẹ rồi. Đó. Còn rất nhiều thể luyện tập. Kỹ năng lệnh đang bảo là làm theo vần để cho anh em, nhưng mà không có thời gian anh em ạ, không có thời gian cơ, buồn thật sự luôn. Không biết là trong khu luyện tập có không nhỉ, mình nghĩ là có chứ. Mà cái khu luyện tập nó sinh ra để làm gì ta? Đối với tầm này khu để mình xem là những cái item này bùa dịch chuyển sơ gọi là không thằng nào dùng rồi, chắc là chỉ có những ông gọi là tầm dưới 18 tuổi anh nhỉ. Dưới 2x mới dùng anh em ạ, dưới 2x mới dùng thôi. Chứ 3x, 4x thì cũng ít lắm, mình nghĩ là vậy. Mà cái sâm thường này bố thằng nào nó mua bằng vàng không khóa bao giờ đâu, nó toàn mua bằng khóa thôi. Đó, nói thế cho vuông. Nói chung là mấy cái item rượu này, mấy cả bình rượu này, không có ai mua mấy rồi.
không có ai mua mấy rồi. Gọi là túi thực phẩm với cả tẩy giới đan cũng ít ông mua, tẩy giới đan đây đầy một đống này. Mà bây giờ mình cũng đang hóng danh 11 anh em ạ, chứ bây giờ x2 lục đạo để làm gì, x2 lục đạo để làm gì, để làm chòe, làm chòe anh em ạ, làm chòe đấy. Trong đây mẹ chả có thi quỷ nào, thêm tải tức quá, chẳng lẽ dừng video giờ, chắc cũng đến lúc phải dừng rồi anh em ạ, chắc đến lúc phải dừng thôi. Đấy thì hôm nay mình cũng giúp anh em thông não cái lý do mình vì sao mình gọi là méo bao giờ mình vào khu luyện tập cái tầm 5x 6x luôn. Đấy. Mong là nhiều anh em gọi là hiểu cho mình. Đấy. Nãy mông vẫn cứ bảo vì sao anh không vào khu luyện tập anh úp. Trời ơi. Vào để làm gì? Ui. Ui thằng Thủy nó hết. Ui. Tí nó chết anh em ạ. Đấy, thôi video mình đến đây kết thúc thôi. Cảm ơn anh em theo dõi ủng hộ mình. Nếu anh em gọi là thấy hay nhớ cho mình một like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye, chào tạm biệt anh em.